Vừa qua, một vụ cháy lớn dữ dội đã xảy ra tại chợ Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc dạng sáng, thiêu dụi nhiều hàng hóa bán Tết của tiểu thương, khiến nhiều người không kịp trở tay. Đội cứu hộ đã phải huy động gần 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Vào khoảng 1 giờ ngày 19 tháng 1, chợ Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bốc cháy dữ dội. Vụ cháy xảy ra trong đêm, thiêu dụi nhiều hàng hóa bán Tết của tiểu thương. Cụ thể, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại các gian hàng bán vải và đồ mỹ phẩm nằm về phía đường Quang Trung, bên phải cổng chợ Bình Định, thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã điều động gần 10 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy có gió lớn, nhiều mặt hàng dễ cháy như vải, mỹ phẩm nên ngọn lửa lan nhanh. Lực lượng chữa cháy phải sử dụng thêm hai hầm nước dự phòng trong chợ Bình Định để khống chế ngọn lửa. Đến 1 giờ 50 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn cho biết vụ cháy đã thiêu dụi làm ảnh hưởng tới khoảng 20 gian hàng bán vải, đồ mỹ phẩm, trái cây, gạo bánh của tiểu thương, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Theo ông Tùng, thị xã sẽ chi hỗ trợ cho những gian hàng có giá trị lớn là 5 triệu đồng, những hộ còn lại 2 triệu đồng, trước mắt để người dân ổn định cuộc sống cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy chợ vẫn duy trì hoạt động mua bán của các tiểu thương còn lại cho ổn định để phục vụ tết cho bà con nhân dân